Tin vợ chồng nữ nghệ sĩ Thanh Nga bị sát hại tại nhà riêng ở 114 đường Ngô Tùng Châu, phường 12, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn khám nghiệm của Sở Công an thành phố đã tới ngay hiện trường. Nhân chứng thứ nhất là anh Nguyễn Văn Cát cho biết: "Tôi mở cửa xong xuôi xe vào đậu trong gara. Tôi chuẩn bị cho cô cậu ba xuống thì tôi nghe một tiếng soạt, có hai người vào chĩa súng vào gái tôi." Nhân chứng thứ hai là cháu Lương Thị Thu ở đối diện với ngôi nhà của nữ nghệ sĩ Thanh Nga. "Ở phía bên xe của cô Thanh Nga có hai người đàn ông, một người thấp, một người cao. Người thấp đứng bên trong và đang giằng co, người cao đứng bên ngoài cầm súng lục màu đen." Chị đã có những tiến bộ về tư tưởng và nghệ thuật. Chị biết đem tài năng của mình cống hiến cho sân khấu cách mạng. Đầu tháng 3 năm 1978, bọn phản động đã ném lựu đạn lên sân khấu làm Thanh Nga bị thương trong khi đang diễn vở Tiếng Trống Mê Linh. Sau nhiều lần bị bọn phản động gửi thư nặc danh dọa giết, Thanh Nga vẫn không chùn bước. Chị đã đảm đương một cách xuất sắc vai Thái hậu Dương Vân Nga. Vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga lần đầu tiên ra mắt công chúng đã được người xem nhiệt liệt hoan nghênh. Thế nhưng cũng chính đêm ấy, Thanh Nga bị giết ngay sau khi tấm màn nhung trên sân khấu Rạp Thanh Minh vừa khép lại chưa đầy 30 phút. Trinh sát nhận được một tin khá sửng sốt. Trong dòng người đến vĩnh biệt người nghệ sĩ bất hạnh có mặt tên hung thủ, chính cháu Cúc Cu, con Thanh Nga, đã nhận ra kẻ giết ba má cháu là nhà nhiếp ảnh Trần Triều Bình này. Cơ quan điều tra đã điều hai con chó nghiệp vụ có nhiều kinh nghiệm từ Hà Nội vào tham gia phá án. Chúng đều khẳng định ngược lại, nguồn hơi ở chiếc mũ không phải là nguồn hơi của Trần Triều Bình, tất cả là do chiếc đèn flash này. Trong bộ óc ngây thơ của cháu, tia sáng lóe ra từ chiếc đèn chụp ảnh giống hệt như tia sáng lóe ra từ đầu nòng súng đã bắn vào ba má cháu. Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh khám phá ra một tổ chức phản cách mạng mà lời khai của một trong những tên cầm đầu có liên quan đến cái chết của Thanh Nga. "Dạ, tôi gia nhập vào tổ chức phản động lấy tên là Lực lượng Thống hợp Quân sự Liên bang Đông Dương." "Giết nữ nghệ sĩ Thanh Nga là vì nó muốn diệt cái tiếng nói của nhân của lòng yêu nước của nhân dân miền Nam, mà nữ nghệ sĩ Thanh Nga là thể hiện của tiếng nói đó qua hai cái vở tuồng là Tiếng Trống Mê Linh và Thái hậu Dương Vân Nga." Sàng lọc, phân tích các sự kiện một cách khách quan, cơ quan điều tra đã kết luận bọn phản động Mười Núi không có liên quan trực tiếp đến cái chết của Thanh Nga, mặc dầu chúng cũng đang có âm mưu hãm hại chị mà chưa kịp hành động. Hướng đi của hai viên đạn bắn vào vợ chồng Thanh Nga đều trái với vị trí của hung thủ và nạn nhân. Điều này chứng tỏ thủ phạm không bắn xối xả, bắn nhanh để chạy, mà trước khi hạ sát còn có một ý đồ gì khác. Chúng chỉ nổ súng sau khi bị nạn nhân kháng cự lại. Phương thức thủ đoạn của hung thủ đã làm nổi lên khả năng bắt cóc tống tiền. Các vụ phạm pháp hình sự điển hình được nghiên cứu lại, trong đó có vụ bắt cóc cháu Toro, con nghệ sĩ Kim Cương. Cơ quan công an nhận được một cú điện thoại. Người gọi điện là vợ bác sĩ Nguyễn Lã Hỉ. Bà báo tin bọn cướp sau khi đã bắt cóc con bà, chúng yêu cầu phải nộp ngay cho chúng 50 lạng vàng tại một địa điểm chúng quy định. "Theo kế hoạch, ta chủ trương bắt ngay đối tượng khi y vừa đến gặp nhân chứng để nhận vàng." Bọn cướp vốn là một bọn lành nghề, lại thông thạo đường xá, đã vừa ném lựu đạn cản đường, vừa tìm một khe hở trong vòng vây lao xe chạy trốn, mang theo tên ngồi phía sau bị bắn xuyên lưng. Trinh sát cũng đã có mặt ở các phòng cấp cứu. Và quả nhiên, đối tượng đã xuất hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hắn chính là Nguyễn Văn Hóa. Từ đây, ta biết tên cầm đầu vụ bắt cóc tống tiền gia đình nghệ sĩ Kim Cương và bác sĩ Nguyễn Lá Hỉ là một người có tên là Tân. Cơ quan điều tra đã bắt được tên cướp Nguyễn Thanh Tân ở số nhà 145/20, tên cựu trung sĩ của ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu, tên tướng cướp nguy hiểm nhiều lần lọt lưới. "Thưa chúng ta, tôi tên Nguyễn Thanh Tân, sinh năm 1943, địa chỉ hiện tại tôi ở ấp Ngang Rô, huyện Long Phú, tỉnh Hậu Giang." "Khẩu P38 hiện giờ anh để đâu?" "Tôi đã ném khẩu súng đó xuống sông Sài Gòn khi đi ngang cầu Bình Lợi." Cuộc tìm kiếm khẩu súng đã không mang lại kết quả mà còn làm sinh hai chiến sĩ bị vấp mìn trong khi mò lặn. Sau nhiều lần bị thẩm vấn, Hồ Văn Hùng đã phải khai chi tiết quan trọng. "Anh Tân có nhờ tôi cất hộ khẩu súng, khi đem về tôi cất giấu ở dưới đít hoặc bàn." Lợi dụng sơ hở của ta, chiếu cố vợ y là Thúy Hồng có con nhỏ, cho thị được tại ngoại, Mai đã kịp dặn vợ thay đổi nơi giấu súng. Ta đã phải tốn thêm công sức và thời gian mới tìm ra nơi chúng cất giấu khẩu súng. Khẩu súng lập tức được đưa tới cơ quan giám định kỹ thuật bằng phương pháp truy nguyên đồng nhất, khẳng định khẩu súng Vante Model P38 chính tên Nguyễn Thanh Tân đã dùng để bắn vợ chồng Thanh Nga. Trước tăng chứng không thể chối cãi được, Nguyễn Thanh Tân mới cúi đầu nhận tội. "Tôi bước vào dùng súng uy hiếp các người trên xe cho Nguyễn Văn Đức để mang con nữ nghệ sĩ Thanh Nga ra. Thanh Nga đã chống cự quyết liệt và cắn vào tay của Nguyễn Văn Đức
trong khi chồng của nữ nghệ sĩ Thanh Nga đang lấy khẩu súng thôi. Lúc ấy tôi bắn vào chồng nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Thừa cơ hội đó, nữ nghệ sĩ Thanh Nga gọi người bảo vệ hãy liều chết để chống cự lại chúng tôi và giằng lấy tay tôi kéo về phía sau. Tôi bắn vào nữ nghệ sĩ Thanh Nga. 8 giờ sáng ngày 4 và 5 tháng 12 năm 1979, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ tọa của ông chánh án Nguyễn Thành Vĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm và trung thẩm xét xử công khai các bị cáo. Tòa án Nhân dân đã tuyên bố xử phạt tử hình Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức, xử tù chung thân Nguyễn Văn Hóa, phạt 10 năm tù giam Nguyễn Văn Mai. Những tên khác bị phạt tù từ 6 đến 7 năm, riêng Huỳnh Thị Thúy Hồng bị phạt 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo.